Làm thế nào để phân biệt được sổ đỏ thật và giả, cũng như là làm cách nào để chúng ta có thể đọc được những thông số ở trên sổ đỏ? Xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Ngày hôm nay tôi Vũ Khỏe Bất Động Sản sẽ chia sẻ với anh chị về những cái vấn đề liên quan đến sổ đỏ, hay còn gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thì đây là một cái loại giấy tờ gần như là có tính pháp lý quan trọng nhất khi chúng ta lựa chọn là đầu tư bất động sản, đúng không ạ? Thì tại sao người ta hay nói rằng là khi đầu tư bất động sản mà cái bất động sản đó chỉ cần có sổ đỏ thôi là chúng ta đã yên tâm và an toàn hơn rất là nhiều. Thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh chị, đầu tiên đó là cách để phân biệt được đâu là sổ thật, thế nào là sổ giả, bằng một số những cái phương pháp gọi là bằng tay thôi, phương pháp bằng tay thôi. Thì nói về có độ chia sẻ thật với anh chị là cái độ chính xác nó không cao, nhưng chúng ta có thể kiểm tra nhanh được. Đấy, thì đầu tiên chúng ta hay để ý vào cái phần phía góc trang đầu tiên này, phần góc của cái sổ đỏ là có cái mã số ở đây này. Thì chúng ta hãy dùng tay này, chúng ta sờ nhẹ vào này thì chúng ta thấy rằng là cái vân ở đây là vân nổi, là cái thứ nhất phân biệt là sổ thật hay sổ giả này, là vân nổi này. Đấy, và chúng ta nếu mà chúng ta có cái flash đèn pin hoặc đèn flash được, chúng ta nghiêng, chúng ta soi ở đây này. Đấy, chúng ta nghiêng và chúng ta soi ở đây là chúng ta cũng thấy là cái vân nổi đây này. Đấy thì nó thường sẽ là sổ thật, còn đâu nếu mà sổ giả thì thường là cái vân họ sẽ đóng, nó bị lõm xuống. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai ấy, là anh chị hay để ý những cái đường vân này, những cái đường vân trên phôi sổ này. Sổ thật ấy thì thường là nó sẽ được tạo thành từ những cái nét chấm chấm màu hồng này, rất là đều, rất là nét ở trên sổ. Anh chị thứ nhất là anh chị có thể dùng cái kính lúp, chúng ta soi lên cái viền này để chúng ta nhìn ra, hoặc là chúng ta có thể dùng cái chiếc điện thoại của chúng ta, điện thoại độ phân giải cao ấy, chúng ta chụp vào, chúng ta zoom ra. Đây, tôi sẽ chụp vào cái phần sổ đỏ này, cái nét này, chụp vào này, rồi sau đó là tôi sẽ zoom ra, zoom cái ảnh ra xem là cái chấm nhỏ nhỏ ở trên cuốn sổ đấy nó nét, nó có mờ hay là nó nét. Thì cái này thì anh chị chú ý là chúng ta phải sử dụng cái điện thoại xịn và cái độ nét cao nhá. Đây, tôi sẽ bật flash lên xem nào. Đấy, rồi là chúng ta zoom ra này. Đây, zoom ra thấy ví dụ tôi zoom ra rất là rộng, nhưng mà những cái chấm tròn trên đây rất là đang rất là nét, chứ nó không bị nhòe, bị mờ. Đấy, thì nó sẽ thông thường sẽ là cái phôi sổ thật. Đấy, một số những cái mà ý chính thì nó chỉ có vậy thôi. Còn thực sự nếu mà anh chị muốn kiểm tra cái sổ thật sổ giả mà nó chắc chắn 100% ấy, thì khi mà chúng ta mang ra, một là mang ra phân phòng công chứng, hai là chúng ta mang ra cái bộ phận một cửa ấy, thì người ta sẽ check được chúng ta là sổ thật hay sổ giả thì chuẩn 100% luôn. Đấy, thì bởi vì đôi khi chúng ta đi đặt cọc chẳng hạn. Đấy, đặt cọc thì nhiều khi người ta, những trường hợp người ta lừa đảo, người ta lấy cọc của mình ấy, thì mình cũng phải gọi là có cái cách kiểm tra nhanh một chút. Đấy, thì tôi muốn chia sẻ với các bạn là một vài cái mẹo nó nhỏ nhỏ như vậy thôi. Đấy, là quan trọng ở đây tôi muốn chia sẻ với bạn là về cái cách chúng ta đọc hiểu những cái thông số ở trên sổ đỏ này thì nó có ý nghĩa gì. Đấy, và chúng ta sẽ áp dụng các cái thông số này trong cái việc là chúng ta kiểm tra cái pháp lý của một cái thửa đất như thế nào. Thì đầu tiên, đối với sổ đỏ thì là cái trang đầu tiên, hay gọi là cái trang số 1 của sổ đỏ này, thì nó sẽ thứ nhất là có cái tên này, quốc hiệu tiêu ngữ này, rồi là tên của cái loại giấy này, đây là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thì người ta hay gọi là sổ đỏ. Nhưng mà thực tế nó lại màu hồng, đúng không? Nhiều anh chị cũng đang có thắc mắc là như vậy. Thì thực tế đấy, người ta hay gọi là sổ đỏ bởi vì là trước năm 2009, ông cha ta luôn luôn là có một cái loại giấy gọi là cái sổ đỏ, là chuyên để gọi là cái giấy sử dụng đất mà thôi, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Còn đâu cái sổ hồng này của chúng ta là nó là chứng nhận cả quyền sử dụng đất và quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Và sau năm 2009 thì người ta mới làm một loại sổ mới, đó là cái sổ hồng như hiện tại. Đấy, nhưng mà dân gian thì vẫn nhiều người vẫn gọi là sổ đỏ, cho chúng ta quen mồm như vậy thôi. Còn về mặt pháp lý thì không có một cái sổ nào gọi là sổ đỏ hay sổ hồng hết. Đấy, thì ở đây như anh chị có thể thấy là ở cái mặt 1 chúng ta là ngoài tên này, quốc hiệu tiêu ngữ này,
phần 1 là người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thì ở đây là có những thông tin như là tên tuổi này, năm sinh này, chứng minh thư này, địa chỉ của người chủ sở hữu đất, có nghĩa là người chủ của mảnh đất này. Đấy, thì anh chị lưu ý nhá, cái địa chỉ này, cái địa chỉ ở đây ấy, không phải là địa chỉ của lô đất mà chỉ là địa chỉ của người sở hữu đất, của người sử dụng đất. Ví dụ như là tôi địa chỉ trên chứng minh thư của tôi chẳng hạn ở Hà Nội chẳng hạn, nhưng mà tôi mua một mảnh đất ở Hải Dương. Đấy, thì là cái địa chỉ ở đây là sẽ là ở Hà Nội, là địa chỉ nhà ở của tôi chứ không phải là địa chỉ của lô đất. Đấy, nhiều anh chị sẽ nhầm ở chỗ này. Đấy, và cuốn sổ này có một cái điều đặc biệt, nó có thêm một dòng này nữa, đó là không biết anh chị có đọc được không, đây nó có thêm một dòng nữa là cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất với bà Lê Thị Nhàn ở đây. Nghĩa là sao? Có nghĩa là cái chị A đây, chị Nguyễn Thị Ngợi này và chị Lê Thị Nhàn ở đây là hai người là đang mua chung một mảnh đất, và nó sẽ có hai người mua chung một mảnh đất thì nó sẽ ra hai sổ như này, mỗi sổ đứng tên một người, và nó có thêm một dòng bên dưới này, nó ghi là sẽ cùng sử dụng đất với một người còn lại. À, anh chị hình dung chưa? Còn nếu mà trường hợp tương tự, ví dụ ba người bốn người sử dụng đất thì nó sẽ ra ba sổ bốn sổ đó. Ở bên sang chúng ta, đây là mặt một này, chúng ta sang mặt thứ hai của sổ đỏ thì có điều gì? Mặt thứ hai của sổ đỏ thì sẽ có là thửa đất, thông tin thửa đất, thông tin nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thì đầu tiên ý một là thông tin về thửa đất, thì chúng ta sẽ có là thửa đất số bao nhiêu này, tờ bản đồ số bao nhiêu. Thì nhiều anh chị có thắc mắc rằng là thửa đất và tờ bản đồ nó là cái gì, thì thửa đất và tờ bản đồ đây là cái số định danh. Thì anh chị hình dung là bình thường ấy, chúng ta có cái địa chỉ mà giao hàng ấy, ví dụ là như là số 20 Hoàng Quốc Việt chẳng hạn, hay số 30 Cầu Giấy chẳng hạn, thì đấy là những cái địa chỉ định danh để chúng ta gọi là ship hàng ấy. Đấy, còn đây là cái địa danh, cái số định danh của thửa đất, giống như địa chỉ nhà của chúng ta ấy. Rồi, tiếp theo nữa là địa chỉ, đây mới là địa chỉ của lô đất này. Đây, thôn Mai Giếng, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa này. Đấy, rồi là diện tích. Rồi, hình thức sử dụng là sử dụng chung. Đấy, sử dụng chung bởi vì đây hai cuốn sổ này đang hai người mua chung với nhau mà. Đấy, thì hình thức sử dụng sẽ là sử dụng chung. Còn nếu như sổ đỏ nào mà chỉ có một người sở hữu thôi thì nó sẽ là sử dụng riêng. Nhiều có một cái trường hợp như này là ví dụ anh chị nhìn thấy hai người đứng tên ở trên sổ này chẳng hạn, ví dụ ông Nguyễn Văn A, bà Nguyễn Thị B chẳng hạn, trong cái trường hợp hai người là vợ chồng ấy thì cái tài sản đó vẫn là cái tài sản chung của hai vợ chồng. Thì cái mục đích cái bên này, cái mục đích sử dụng, cái hình thức sử dụng ở đây vẫn là hình thức sử dụng riêng anh chị nhá. Đấy, rồi là mục đích sử dụng là đất ở nông thôn, hoặc là đất ở đô thị, hoặc là đất trồng cây lâu năm, thì tùy, đấy là sẽ là cái mục đích sử dụng đất. Rồi là thời hạn sử dụng là lâu dài hay là hạn sử dụng đến bao nhiêu năm. Đấy, là tùy, ví dụ như mảnh đất anh chị là thời hạn sử dụng đến 2048 chẳng hạn, thì nó sẽ ghi là thời hạn sử dụng ở đây là 2048. Nhưng mà thông thường là đất ở nông thôn hoặc đất ở đô thị thì thường là sẽ có cái thời hạn sử dụng là lâu dài. Thì nguồn gốc sử dụng là nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao đất có quyền sử dụng đất. Thì ở đây cái nguồn gốc này thì chúng ta sẽ xác định được là cái lô đất này là được mua bán lại, chúng ta mua lại cái chủ đất này, họ mua lại của người khác hay là họ được nhận thừa kế. Đấy, thì ở đây họ ghi là nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thì có nghĩa là cái mảnh đất này, cái chủ ở đây là người ta đã mua từ một người khác. Đấy, rồi nhà ở thì nếu như mảnh đất này có thông tin nhà ở thì nó sẽ có và được hoàn công, thì nó sẽ ghi trên đây là nhà là diện tích xây dựng bao nhiêu mét, mấy tầng, nhà gạch, nhà bê tông, vân vân, họ sẽ ghi đầy đủ trên đây, công trình xây dựng khác. Đó, ví dụ là đất rừng sản xuất thì nó sẽ có thêm thông tin ở đây, cây lông năm thêm thông tin ở đây, ghi chú thì ví dụ như là mảnh đất này nó sẽ có một số những cái quy hoạch chẳng hạn, thì nó sẽ ghi vào đây, ví dụ như là thửa đất có quy hoạch có 20m² nằm trong quy hoạch giao thông chẳng hạn, thì nó sẽ ghi phần ghi chú này. Đó, rồi tiếp theo đây là ngày ra sổ, ngày tháng ra sổ Khánh Hòa, ngày 2/12/2021 là ngày ra sổ. Đây, còn đây là cơ quan họ cung cấp. Đấy, có chữ ký Sở Tài nguyên Môi trường. Rồi. Thì phần 3 cũng là trang số 3 thì sẽ là sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Thì ví dụ như là cái lô đất này hình thù này hay là đường xá như thế nào thì họ sẽ vẽ lại mô tả trên đây.
Thì một cái điều đặc biệt, những cái loại sổ đỏ mới của chúng ta ấy, thì sẽ có thêm một cái bảng kê tọa độ và khoảng cách theo cái hệ tọa độ VN2000 ở trên đây. Cái sơ đồ thửa đất này thì không có gì, tôi nghĩ là anh chị cũng hình dung rõ rồi. Đấy, đường xá rồi là sơ đồ thửa đất ở trên đây. Một cái điều đặc biệt nữa mà tôi quên chia sẻ với anh chị đó là cái hướng ở trên đây này. Anh chị hình dung là chúng ta có thể nhìn sổ đỏ là chúng ta biết được cái ngôi nhà này hướng nào luôn. Đấy, anh chị hãy nhìn đây, hướng mũi tên chỉ bên trên, chỉ hướng bắc. Có nghĩa là chúng ta nhìn vào cái sơ đồ này chúng ta đã hình dung được rằng là cái hiếm bên trên này hướng bắc này, phía này hướng đông này, phía này hướng nam này, phía này hướng tây này. Thì nhìn vào đây chúng ta thấy được là cái lô đất này là hướng này của nó là nó hai mặt tiền, hướng nhìn ra đây là hướng đông và hướng nhìn xuống dưới này là hướng nam. Rồi tiếp theo đó là cái bảng kê tọa độ. Thì hiện tại thì những cái sổ đỏ mới sẽ có những cái hệ tọa độ xy đây và cái chiều dài ở đây, chiều dài giữa các điểm đây. Thì nhìn đây chúng ta có thể biết được là cái mặt tiền của lô đất này là rộng bao nhiêu. Ví dụ ở đây, ví dụ cái lô đất này nó ký hiệu trên đây này, từ điểm số 2 đến điểm số 3 là dài là 3m này, từ điểm số 3 đến điểm số 4 là dài là 5m này. Thì từ đây chúng ta nhìn vào là chúng ta thấy được rằng là thế thì mặt tiền của lô này là tổng là 8m. Đấy. Còn chiều dài từ 1 đến 2 đây ghi là 21m, thì chúng ta hiểu rằng là chiều dài lô này là 21m. Ở trên này có cái hệ tọa độ ở đây này, thì chúng ta có một số những cái phần mềm chuyên dụng, chúng ta chỉ cần nhập cái tọa độ này vào, nhập cái tọa độ trên sổ này vào là chúng ta có thể ra được cái vị trí của lô đất ở trên cái bản đồ vệ tinh, cái Google Map của anh chị đấy. Đấy, thì có cái thông số này thì rất là tiện lợi rồi, thì chúng ta có thể check ngay những cái thông số trên sổ này thì để tránh bị lừa. Nhiều trường hợp là họ bán cho anh chị một cái cuốn sổ này nhưng mà lại bán cho anh chị một cái lô đất ở cái vị trí khác. Đấy, nhiều khi là như thế, nhưng mà nhờ con số này nhiều khi chúng ta không cần phải lên phòng tài nguyên, sở tài nguyên check làm gì cả, mà chúng ta check từ những con số tọa độ này cũng hoàn toàn được rồi. Đây một cái rất là hay ở những cái sổ đỏ mới. Rồi tiếp theo đó là cái phần số 4, nó vẫn nằm trong trang 3, đó là những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận. Đây là một cái điều mà anh chị hết sức phải lưu ý này. Cái phần 4 này thì nhiều cái trường hợp, ví dụ như là anh chị chuyển đổi mục đích chuyển đổi mục đích sử dụng đất này chẳng hạn này, hoặc là có thửa đất nằm trong quy hoạch chẳng hạn này, hoặc là mình chuyển quyền sử dụng đất, ví dụ anh chị bán lô đất cho người khác chẳng hạn mà người ta không muốn làm cái phôi sổ mới mà người ta cập nhật luôn ở đây, ví dụ là ngày bao nhiêu tháng bao nhiêu thì ông Nguyễn Văn A đã chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn B chẳng hạn đấy, ABC YZ ở trong đây, họ sẽ cập nhật vào đây xong đóng dấu vào đây, thế thay vì là làm cái sổ mới. Hoặc là thửa đất là chuyển đổi, ví dụ anh chị nhìn thấy ở trên đây chẳng hạn là đất trồng cây lô 5 chẳng hạn đấy, nhưng mà ở phía phần cập nhật đây họ lại ký hiệu là họ lại ghi là ngày bao nhiêu tháng bao nhiêu đã chuyển đổi mục đích sử dụng bao nhiêu mét vuông, 200 mét vuông lên thành đất ở nông thôn chẳng hạn đấy, tôi lấy ví dụ như vậy, thì nó sẽ ghi ở dưới này. Thì cái câu hỏi đặt ra lúc đấy thì là cái mảnh đất đó nó sẽ là đất trồng cây hay nó là đất ở, thì nó sẽ dựa theo những cái thông tin ở phần cập nhật ở đây chị ạ, nó sẽ dựa theo cái thông tin cập nhật ở đây, thì có nghĩa là cái mảnh đất đấy đã là đất ở đấy. Và chúng ta xem cái chủ sở hữu cái sổ đấy, chúng ta không xem ở đây nhá, chúng ta phải xem ở đây, chúng ta xem ở bên này đấy, hoặc là bên này này, nếu mà nó trống trơn như này thì có nghĩa là những người nằm ở đây chính là chủ sở hữu của lô đất. Còn nếu như mà ở đây mà có họ ghi là đã chuyển quyền sử dụng đất cho một người khác ở đây, thì những người ở chỗ cập nhật cuối cùng ở trong trang 3 hoặc trang 4 ở đây thì mới là chủ đất nhé, phải người cuối cùng đó. Đó là những cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý khi xem sổ đỏ, là những cái phần chính mà tôi muốn chia sẻ với anh chị. Ok, những cái cuốn sổ này nó cũng tương tự thôi, nó chỉ khác mỗi cả cái mặt trước thôi. Đấy, khác mỗi mặt trước thôi, mà bên trong thì nó sẽ y hệt như nhau. Đối với cả trường hợp mà hai người đồng sở hữu một lô đất. Ok, trên đây là những điều mà tôi muốn chia sẻ với anh chị ở trong video ngày hôm nay. Nếu như anh chị còn bất kỳ một câu hỏi hay thắc mắc nào về những cái vấn đề liên quan đến sổ đỏ cũng như là pháp lý bất động sản, anh chị hãy cứ đặt câu hỏi, comment ở phần bình luận của video, tôi rất là sẵn sàng để chia sẻ với anh chị. Rất cảm ơn anh chị đã đón xem video. Nếu thấy video này hay, hãy chia sẻ nó và đăng ký kênh YouTube của tôi. Rất cảm ơn anh chị, xin chào và hẹn gặp lại.